Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu các anh em tham gia một dự án là Petbin. Để tham gia hôm nay, qua clip phần link mô tả dưới video của mình, mở cái Telegram bấm nút start chatbot này bạn. Mình sẽ nhận được 666 token có hiệu là BBNJ, giá một token khoảng 0.003 đô các bạn. Rồi bấm cho này góp các bạn. Nhiệm vụ đầu con này chạy trên tảng BNB Smart Chain các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join cái nhóm chat này bạn. Ơi. Các bạn xôn vào nhóm chat nha bạn. Rồi các bạn mới đáp lời. Tiếp tục Facebook thì các bạn follow fanpage Facebook nè. Bạn follow fanpage Facebook của bạn lướt xuống các bạn like và chia sẻ bài viết nè các bạn. Chia sẻ công khai nè các bạn. Rồi các bạn mới đáp lời. Sau khi tiếp tục thì các bạn follow Liquidwin nha các bạn. Liquidwin thì các bạn nào chưa có tài khoản thì vào đăng ký một tài khoản Liquidwin nha các bạn. Làm Redis thì các bạn phải có tất cả các trang mạng xã hội như Twitter, Instagram này nọ nha các bạn. Rồi các bạn follow Win nè các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn cũng like một bài viết nè. Rồi các bạn mới đáp lại nha các bạn. Nó kêu follow like. Follow Liquidwin thôi. Twitter thì các bạn follow like và tan về các bạn vào bạn Twitter nè. Twitter thì các bạn theo dõi nha bạn. Các bạn lướt xuống. Các bạn like và bài viết cả game nè các bạn. Rồi. Các bạn trích dẫn như Twitter nè các bạn. Các bạn tan ba người bạn của mình vào các bạn. Nó còng Minh, nó còng Goku, nó còng Lê Du. Rồi các bạn tự quyết lên các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại. Instagram thì các bạn follow Instagram luôn các bạn. Instagram thì các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn mới đáp lời. Các bạn bấm vào submit detail nha các bạn. Tiếp tục các bạn bấm done nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi lại đường link profile link Facebook của mình nha các bạn. Thì các bạn vào Facebook trên app thì các bạn vào setting các bạn copy đường link Facebook mình nha các bạn. Rồi các bạn copy Facebook nha các bạn. Rồi các bạn gửi lại chat nè các bạn. Tiếp tục thì yêu cầu gửi lại đường link Twitter các bạn. Thì các bạn cũng gửi lại đường link Twitter cho nó các bạn. Các bạn vào trang cá nhân Twitter, các bạn bấm vào bài viết trên cùng các bạn. Các bạn chia sẻ, các bạn sao chép liên kết các bạn. Rồi mọi người đã cho bot nè bạn. Tiếp tục thì link Liquidwin các bạn. Thì cứ Liquidwin cũng vậy luôn. Thì tất cả những cái trang mạng xã hội này cũng lấy đường link username cũng đều như nhau các bạn. Tiếp tục Instagram vậy luôn bạn. Tiếp tục thì các bạn submit địa chỉ BNB Smart Chain các bạn. Có thể add di chúc hoặc là BNB Smart Chain trên sàn mà BNC cũng được các bạn. Thì mình dùng BNB Smart Chain trên di chúc các bạn. Hoặc tất cả các bạn có thể dùng địa chỉ NH trên di chúc wallet cũng được các bạn. Các bạn gọi là chú bó.
Chốc càng này là list sàng BNC đúng không? Bấm Don. Rồi bấm Yes thôi mà. Ok, rồi bấm Settings cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok, vậy video mình hẹn các bạn tham gia chương trình này góp nhận tập càng BBNS. Đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo của mình nhé.